Chào các bạn, rất vui vì lại được gặp lại các bạn trong video này để có thể chia sẻ với các bạn về công dụng của gừng cũng như là cái khả năng chữa lành của gừng đối với những ai đang bị viêm loét dạ dày, với những ai bị huyết áp cao thì có sử dụng được không? Bầu bí có sử dụng được trà gừng hay là gừng ngâm mật ong này không? Thì mình mời các bạn sẽ vào bếp cùng với mình ngay bây giờ để tìm hiểu về công dụng của gừng cũng như là cách để chúng ta có được một cái tách trà gừng ấm nóng uống vào mỗi buổi sáng các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để chia sẻ với các bạn cách sử dụng gừng đúng cách để tốt nhất cho cơ thể của chúng ta. Và trong những ngày mình quay video thì mình có nhận được rất là nhiều các cái câu hỏi về việc là cao huyết áp thì có sử dụng được gừng hay không, đau dạ dày có sử dụng được gừng hay không. Thì hôm nay mình sẽ làm cái video này để trả lời các bạn cũng như là chia sẻ với các bạn hai cách làm gừng rất là ngon để cho cơ thể của chúng ta được thoải mái nhất, và các bạn xem cách nào phù hợp với mình và tiện lợi cho mình nhất thì hãy làm theo cách đó để bảo vệ của cơ thể của chúng ta các bạn nhé. Trong thành phần của gừng thì nó có khoảng hơn 60 khoáng chất cũng như là hơn 30 loại axit amin có cái khả năng làm cho xoa dịu các cái phản ứng. Chính vì vậy mà cái tác dụng của gừng nó làm giảm cái triệu chứng buồn nôn này, cũng như là có cái tác dụng chống viêm và giảm các cái cơn đau bụng rất hiệu quả các bạn nhé. Đồng thời gừng nó còn có cái tác dụng đó là giúp cân bằng lượng đường trong máu và thúc đẩy cái quá trình giảm cân, do cái quá trình mà đốt năng lượng. Gừng thì có tính nóng ấm, chính vì vậy mà nó có cái tác dụng là thúc đẩy cái quá trình giảm cân của mình. Cũng như là gừng sẽ có cái tác dụng làm giảm nguy cơ mắc các cái bệnh mãn tính. Và khi mà cơ thể của các bạn có bất cứ cái triệu chứng nào, ví dụ như là cái cơ bắp của mình nó bị co rút, nó bị chuột rút nhiều này, u nang, căng cơ hoặc là đau cơ, hoặc là bất cứ các cái vấn đề nào liên quan đến viêm khớp ấy các bạn, co thắt dạ dày, đau bụng hoặc là loét dạ dày, thì các bạn có thể áp dụng gừng để chữa lành các bạn nhé. Gừng ở đây, và mình sẽ trả lời cái câu hỏi đó là đối với người cao huyết áp thì có sử dụng được không, thì câu trả lời đây là vẫn có thể sử dụng được. Tuy nhiên chúng ta sẽ không sử dụng khi mà huyết áp đang tăng cao các bạn nhé. Còn khi mà vừa mới thức dậy, ăn sáng xong, cơ thể thoải mái, khỏe mạnh thì các bạn hoàn toàn có thể uống được một cốc trà gừng ấm nóng, giúp cơ thể của chúng ta khỏe mạnh và chữa lành. Đặc biệt đó là khi mà huyết áp tăng cao nhé. Các bạn nhớ nhé, khi mà các bạn cảm thấy huyết áp mình tăng cao thì đừng có dùng trà gừng mà hãy sử dụng trà chanh. Đấy. Và với những ai mà bị đau dạ dày thì các bạn vẫn sử dụng được trà gừng, bởi vì trong gừng nó có cái thành phần giúp chữa lành các cái bệnh về viêm loét dạ dày, đau dạ dày các bạn nhé. Hoặc là trào ngược axit, nhức đầu, co giật túi mật hoặc là mất ngủ, thì gừng cũng có cái tác dụng hỗ trợ điều trị và làm giảm các cái triệu chứng này. Và không nói nhiều về công dụng của nó nữa, làm sao để chúng ta làm được một món trà gừng ngon cũng như là cái phần mật ong ngâm gừng để tốt nhất cho sức khỏe các bạn nhé. Ở đây các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 100g gừng tươi. Gừng này thì mình sẽ sử dụng cả cái phần vỏ, chính vì vậy mà các bạn hãy trà thật là sạch cái phần vỏ đi để cho nó hết cái phần đất cát. Sau đó thì các bạn sẽ ngâm nước muối loãng trong khoảng thời gian là 15 phút để cho nó loại bỏ hết được các cái vi khuẩn có hại đi. Và khi mà chúng ta sử dụng thì mình sẽ dùng luôn cả cái phần vỏ, bởi vì trong cái thành phần của vỏ gừng nó có chất chống oxy hóa rất là hiệu quả, giúp cơ thể của chúng ta tăng cường được sức đề kháng nhiều hơn, cao hơn so với việc là mình không sử dụng phần vỏ các bạn nhé. Còn về mật ong thì trong cái thành phần của mật ong có chứa rất là nhiều loại axit amin cũng như là cái khoáng chất và một lượng đường tự nhiên cho cơ thể. Và đây chính là cái chất dẫn tuyệt vời giúp cho cái tính ấm nóng của gừng đi thẳng và hấp thụ trực tiếp được vào cơ thể hơn các bạn nhé. Để làm được gừng ngâm mật ong thì các bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình ở đây đó là một cái máy xay sinh tố nhé. Sau đó thì các bạn sẽ cho vào đây 150ml mật ong và xay thật nhuyễn hỗn hợp này ra.
Bây giờ thì các bạn sẽ xay nhuyễn cái phần hỗn hợp này ra nhé. Sau khi các bạn xay xong rồi, hãy chuẩn bị cho mình một cái hũ thủy tinh để có thể đựng được cái phần hỗn hợp này nhé. Và cái hũ thủy tinh này các bạn nên tiệt trùng trước bằng nước nóng, sau đó hãy để cho nó thật là khô, hoặc là các bạn có thể sấy bằng nồi chiên không dầu. Và cái phần gừng ngâm mật ong như thế này thì các bạn có thể sử dụng trực tiếp luôn nhé. Đây. Mỗi một lần sử dụng thì các bạn nên sử dụng vào buổi sáng. Buổi sáng mỗi một lần một muỗng cà phê như thế này. Và các bạn có thể ăn hoặc là pha trà. Đấy, các bạn có thể ăn luôn hoặc là pha trà. Pha trà thì rất là ngon. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn pha trà gừng rất là đơn giản nhá. Ở đây thì các bạn sẽ sử dụng luôn cái phần nếu như mà không muốn ăn như vậy thì các bạn có thể pha một tách trà. Hãy chuẩn bị 500ml nước ấm và thêm vào đây một thìa cà phê. Một thìa cà phê như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ vắt vào đây nước cốt của 1/2 trái chanh. Chanh có tác dụng thải độc gan rất là hiệu quả, và cái tác dụng chữa lành của nó cũng như là cung cấp một cái hàm lượng vitamin C tuyệt vời cho cơ thể các bạn nhé. Đây. Và đừng quên thêm vào đây một lát chanh để cho lấy được cái phần tinh dầu ở trong phía vỏ của chanh. Và cái thời điểm tốt nhất để các bạn có thể uống trà gừng chanh là các bạn sẽ uống vào buổi sáng khi mà chúng ta vừa mới thức dậy và khi bụng còn rỗng các bạn nhé, chưa có bất cứ một cái gì cả. Thì ở đây gừng này thì các bạn có thể uống cả ngày luôn cũng được, có thể một ngày làm 3 tách trà cũng được, không sao, không vấn đề gì cả nếu như mình cảm thấy thích nó. Và gừng ở đây thì sẽ là một cái liệu trình giúp cho cơ thể của chúng ta chữa lành rất là hiệu quả, bởi vì nó tăng cường được cái khả năng miễn dịch cũng như là giúp cho cơ thể của chúng ta có khả năng miễn dịch tốt hơn, điều trị các cái bệnh về dạ dày cũng như là cảm cúm rất là hiệu quả. Và đặc biệt trà gừng nó còn làm giảm cái triệu chứng buồn nôn, chính vì vậy mà bầu bí chúng ta vẫn có thể sử dụng được trà gừng này các bạn nhé. Nó sẽ làm cơ thể của chúng ta khỏe hơn và giảm đi cái triệu chứng buồn nôn rất là nhiều. Mình cũng có nhận được một vài cái câu hỏi về các cái bạn bầu mà đang bầu thì có sử dụng được không. Chắc chắn là có rồi. Các bạn hãy sử dụng, và khi mà sử dụng như thế này thì hãy lắng nghe cơ thể của mình để xem là cơ thể của mình sử dụng được 300 hay là 500ml nước ấm gừng chanh như thế này các bạn nhé, để điều chỉnh cho nó phù hợp với cơ thể của mình. Ở đây mình đã uống quen rồi cho nên mỗi một lần pha trà thì mình thường sử dụng 500ml, còn với những ai mới uống các bạn có thể sử dụng 200 hoặc là 300ml để tùy theo cơ thể của mình, giúp cơ thể của mình nó thích nghi được một cách tốt nhất các bạn nhé. Và đến đây thì mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video này đến tận bây giờ, và mình hy vọng là video này sẽ chia sẻ đến các bạn thật nhiều giá trị, cũng như là tất cả những cái gì mà các bạn còn thắc mắc thì các bạn có thể đặt câu hỏi ở phía dưới của phần bình luận. Và nếu thích hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh, để kênh tiếp tục phát triển các bạn nhé. Và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.